các bạn vào đi ạ. Anh nhớ thấy các bạn vào rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài về Yone các bạn, yêu đương với lại kết hôn. Thì mình sẽ theo dõi chủ đề số 87 trang 339 các bạn. Theo dõi dùm Trang cái chủ đề này nha. Yêu đương. Chủ đề 87 à 87. Các bạn nhớ là sau khi học xong các bạn mở cái file này ra để các bạn nghe lại cái phần phát âm nhé. Trang cảm ơn bạn Thành Lê nhiều nha. Ủa sao có hai bạn vậy? Các bạn bạn nào vào Zoom thì mình vào nhé. Lộc Tú Lê. À rồi, ok. Trang cảm ơn bạn Ngọc Lưu Lê. Và bây giờ Trang sẽ soạn từ khóa của cái phần chủ đề yêu đương. Yone, Yone là yêu đương. Yone, Yone nha các bạn. Yone. Trang chào bạn Tì Ca. Các bạn vào đi. Bây giờ mình viết ra vở những cái từ khóa cần nhớ như sau. Hẹn hò với ai đó thì chúng ta sẽ dùng cái động từ gì đây các bạn? Hẹn hò. Các bạn cùng với mình nha. Mình ghi ra tiếng Việt để gợi ý cho các bạn soạn ra. Như vậy thì các bạn sẽ ôi cái từ này là từ này, làm cho các bạn đọc như là mình nhớ lại những cái từ mà mình đã thuộc, hoặc là cái nào mình không thuộc thì mình sẽ thông qua bài giảng hôm nay các bạn sẽ học thêm từ mới, thì như vậy các bạn sẽ nhớ cái từ đó lâu hơn. Hẹn hò rồi là từ gì? Từ tiếp theo các bạn tìm cho Trang cái từ là xem phim. Xem phim. Xem phim. Xem phim nha. Xem phim là gì? Hôn. Hôn. Hôn thì nó có hai từ, một là hôn nhẹ, hôn trên má. Còn hôn mà hôn môi á là cái chữ gì? Hôn nha. Các bạn chọn tìm ra hai từ cho Trang luôn nha. Rồi, gò má. Gò má là gì đây? Má, gò má. Má hoặc là gò má là chữ gì? Gây, gây gỗ. Gây với ai đó. Gây với ai đó thì mình sẽ dùng cái ngữ pháp gì? Với ai đó. Gây gỗ với ai đó. Gây với ai đó. Mình ghi vậy đi nhé. Rồi tiếp theo, cái việc nhỏ nhặt. Chuyện nhỏ. Việc nhỏ, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, việc nhỏ. Bởi vì cái việc nhỏ mà gây nhau, cãi nhau. Rồi, tức giận. Tức giận nó có rất là nhiều từ nha các bạn. Tức giận nó có rất là nhiều cách diễn đạt luôn á. Các bạn cứ ghi ra nhé. Rồi, tiếp theo. Người ta thường hay là gọi tiếng Việt là ngoại tình đi. Ngoại tình. Ngoại tình. Đào hoa, phong lưu. Ngoại tình. Rồi tiếp theo. Cầu hôn. Cầu hôn. Cầu hôn với bạn gái nè. Cầu hôn là từ gì? Rồi tiếp theo. Chúc mừng là gì? Chúc mừng. Chúc mừng nha. Các bạn thấy không? Nó bị chói hả? Nó bị chói cái đèn đúng không? Cho cái đèn ra. Ôi. Tắt đèn luôn đi. Cầu hôn. Quỳ gói xuống. Quỳ gói nha. Quỳ gói. Rồi, tạm thời là tới đây đi. Mua nhẫn. Mua nhẫn là từ gì? Rồi, bây giờ mình tìm những cái từ khóa này đi nhé. Ok. Rồi, các bạn cùng tìm đi ạ. Các bạn đánh lên nhé. Từ thứ nhất. Yone. Yone là hẹn hò đúng không? Yone là yêu đương. Mình lấy cái màu khác.
các bạn thích màu gì màu vàng đi ha. Yêu đương, chủ đề yêu đương đó nè. Rồi, hẹn hò trong tiếng Hàn các bạn sẽ chọn từ gì đây? Thế thế thử phải không ạ? Thế thử, các bạn có chọn từ này không? Thế thử, thế thử, thế thử ha ta. Đây là động từ nhé. Thế thử ha ta là động từ, còn thế thử là danh từ. Thế thử. Rồi tiếp theo, từ xem phim. Xem phim là gì ạ? Xem phim. 영화를 보다. 영화를 보다. 영화 보다. 영화를 보다. Rồi tiếp theo, hôn. Hôn là gì ạ? Hai từ. Một là gì? Hôn má, hôn gì nè? Hôn gì là popo hạ tà đúng không ạ? Popo. Popo hạ tà. Còn nếu mà hai người yêu đương mà hôn hôn dạng hôn môi là kiss. Kiss hạ tà. Kiss hạ tà nhé. Kiss, kiss hạ tà. Rồi tiếp theo, gò má. Gò má là gì đây? Là gì? Phổi. 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 Quế. Yêu cơ. Ủy ra huy nọ cho. Ờ, có khi ủy ra huy nọ cho xin nhé. Phổi. 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 Bóp bóp hả ta? Gây gỗ với ai đó. À, gây là gì các bạn? Sâu ta. Nụ gù quá. Một mỗi ví dụ như là trang quá. Hoặc là trang gì rắn. Sâu ta. Vậy thì mình sẽ dùng cái trợ từ bổ trợ là y răng. Hoặc là răng. Hoặc là qua. Hoặc là qua. Nha. Qua qua. Qua qua. Hoặc là trong cái văn nói mình có thể dùng là răng. Hoặc là y răng nha các bạn. Y răng, y răng, à, hoặc là răng. Sâu tà. Sâu tà. Sâu tà. Mình viết vậy các bạn thấy không? Sâu tà. Sâu tà nha. Sâu tà. Chắc mình quên chia sẻ về trang cá nhân của mình. Sâu tà. Ok. Được chưa? Sâu tà. Chữ sờ mình sẽ đọc nó căng cái chữ sờ. Sâu tà. Sâu tà. Đúng rồi. Tiếp theo. Chuyện nhỏ. Sa su han il. Sa su han il. Sa su han. Sa su han il là cái việc nhỏ nha các bạn. Cái việc vặt, cái việc nhỏ. Nó không có to. Sa su. Sa su. Sa su là tính từ nhỏ đó các bạn. Việc nhỏ. Chuyện nhỏ. Tức giận. Có rất nhiều cái cách diễn đạt. Hoa nào ta. Hoa nào ta. Hoặc là dơi bạch ta. Dơi bạch ta. Tức giận. Dơi bạch ta. Dơi bạch ta. Rồi tiếp theo. Cái từ gì nữa đây? Ngoại tình. Bà ram phiêu ta. Bà ram. Cái từ này chắc là các bạn nghe nhiều ha. Bà ram phiêu ta. Bà ram phiêu. 바람 피웠어? 당신 바람 피웠어? 가자. 다음 결혼. 잠깐만. 프로포즈 결혼. 여러분, 애정 쌤 라고 핑안. 여러분, 댐 주 댐 댐 결혼. 냐. Trong tiếng Hàn đó gọi là chung hôn. Chung hôn hà tà là tiếng Hàn, còn tiếng Anh ngoại lai á thì mình sẽ dùng là propose. 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 Có chữ này. Propose hà tà. Và chung hôn hà tà. Trong tiếng Hàn là chung hôn hà tà. Là chung hôn hả ta, propose hả ta là tiếng Hàn, tiếng Anh.
cầu hôn. Chúc mừng, chúng ta dùng từ gì các bạn? Chúc mừng. Chúc ha. Chúc ha hả? Đúng rồi, chúc ha hả? Chúc ha hả? Chúc ha hả? Quỳ gói. Cái gói, cái gói của mình là gì cả? Mù rướp. Mù rướp. Còn quỳ là gì các bạn? Cúi tạ. Cúi tạ. Mù rướp cúi tạ. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình xem lại từ vựng nha. Đây là cái chủ đề yêu đương. Giờ nè, chỗ rồi. Hẹn hò, mời ớ, thế thứ hạ tạ. Thế thứ hạ tạ. Các bạn đọc thì nhớ nha. Thế thứ hạ tạ. Thế thứ hạ tạ. Các bạn trên Facebook cũng thử, mình phát âm thử xem cho mình quen cái cách nói ha. Cách nói. Còn mình chỉ học bằng mắt á, thì khi mà các bạn nói không có ra được đâu. Các bạn đang cố gắng nói cho quen. Thế thứ hạ tạ. Nó thế thứ hạ quỷ ní. Thế thứ hạ quỷ sót. Đó. Ví dụ nha. Hôm qua cậu đã hẹn hò à? Hôm qua cậu đã hẹn hò à? Thì các bạn nói thế nào? Oje. Thế thứ hạ sao? Oje thế thứ hạ sao? No. Oje thế thứ hạ sao? Mình hỏi vậy ha. Các bạn cũng luyện nói đây em đi. Hôm qua mình hẹn hò đấy. Oje là nên oje thế thứ hạ sao? Là oje thế thứ hạ sao? Thế thứ hạ sao? Khi mình nói với bạn mình đó, mình cũng không cần phải vô đâu, mình cứ nói là oje thế thứ hạ sao? Rồi, hôm qua mình đã xem phim. Thì xem phim là gì các bạn? 영화 보다. 영화를 보다. 영화를 봐요. 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 첫 뽀뽀했어. 난 어제 우리가 어제 첫 뽀뽀했어. 첫 뽀뽀했어요. hôm qua cậu đã hôn ở đâu vậy? Hôm qua cậu đã hôn vào đâu? Hôm qua cậu đã hôn vào đâu? Đâu là gì đây ạ? 어디에. Các bạn xem cái ngữ pháp này. Hôn vào chỗ nào đó thì mình sẽ kết hợp với e nha các bạn. Chỉ vị trí nè. E popo popo ha ta. Hôn vào đâu đó. 어디에 뽀뽀했어요? 어디에 뽀뽀했어요? Đúng rồi. Phạm Thị Thúy. Thì bố ơi, thiệt không? Chẳng quá. Wow. Các bạn ơi, ai vậy? Bạn Han Song Yi nói là Ibe Popo Hetteo. Ibe Popo Hette. Còn đây check cái mồ éo. Ở tiê Popo Hetso. Hôn vào má đi. Hôn vào má, bây giờ mình sẽ chỉ cái vị trí là tôi đã hôn vào má thì nói sao các bạn? Má, tôi đã hôn. Pore. Bol nè, bol nè, bol, bol đây, bol đây, bóp bóp hết. Hoặc là mình đã hôn vào má của em ấy. Em bé, bol đây, bóp bóp hết rồi, bóp bóp hết rồi.
Hôm nay trông cậu có vẻ không vui. Trông có vẻ thì chúng ta sẽ có cái ngữ pháp là động từ, tính từ chứ. Trông có vẻ như thế nào á? Tính từ nha. Tính từ nè, chữ A là tính từ nha các bạn. Cộng với gì đây? A O Bồ Tà. Mùa hay Bồ Tà. A O Bồ Tà. Làm thử. Trông có vẻ A Bồ Tà. Trông có vẻ. Trông có vẻ A O Bồ Tà. Các bạn có học qua cái ngữ pháp này chưa? A O Bồ Tà. Trông có vẻ. Ví dụ nha, mình lấy ví dụ cái ngữ pháp này cho các bạn dễ hình dung nha. Coi như là mình đụng tới cái nào thì mình học ôn lại cái đó đi ha. Đây, nhìn đây các bạn. Tính từ cộng với phần điểm A O Huy Tạ. Huy Tạ đây có nghĩa là trông có vẻ như thế nào đó. Ví dụ như là mình sẽ đi với cái tính từ mình có thích là gì các bạn? Thích là gì đây? Thích tính từ. Chua heo đó là động từ. Còn tính từ là? Chuột thả. Tốt chứ, tốt. Cái này là tốt chứ. Hay tốt. Chuột thả. Hay tốt gì đó. Rồi. Tính từ buồn. Buồn. Buồn là gì ạ? Sớt phư tả. Sớt phư tả. Buồn. Rồi. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hèn bốc ha tả. Hèn bốc ha tả. Hèn bốc ha tả. Hạnh phúc. Rồi bây giờ mình sẽ chia. Không giết mà nó cũng ra nữa. Trông có vẻ tốt. Trông có vẻ tốt thì cái chột thả nếu mà ở đây là giết cái màu thấy không? Chua. Chua bùi tạ. Chua bùi tạ. Thì ở đây là ô nè. Ô cho nên là mình đi với A. Các bạn học quá này rồi phải không? Nhưng mà mình vẫn ôn lại nha. Khi nào cộng với A vô, khi nào cũng ô vô, khi phía trước là nguyên âm ô hoặc là a thì chúng ta cộng với a vô hoặc là a gì đó, kết hợp với ngữ pháp gì đó. Còn ngoài ô và ngoài a ra thì chúng ta cộng với gì? Ô vô nè. Rồi, ok mình bôi nhá, nhớ phần này, cái này là căn bản. Rồi tiếp theo, super tập. Trông cậu có vẻ buồn quá vậy. Trông cậu có vẻ buồn quá vậy. Sao trông cậu có vẻ buồn quá vậy? Thì mình sẽ chia như thế nào đây các bạn? Chia như thế nào đây? Super ư thì cộng với ơ nè. Thì ư với ơ khi có hợp với ơ, ư sẽ mất đi ha. Super bùi tạ. Trông có vẻ như thế nào đó? Trông có vẻ buồn. Nhìn cậu nhìn. Sao nhìn cậu buồn vậy? Sao nhìn cậu buồn vậy? Theo hen bột hà ta. Ôi trông nhìn nhìn bạn hạnh phúc quá vậy. Hen bột hà bùi tạ. Hen bột. Hen bột gì đây? Ha thì thành he. He bùi ơi. Bùi tạ. Khi mà cậu quấy ơ vô á, ơ vô á thì nó sẽ thành là bùi ơ vô ha. Bùi tạ là nguyên thể mình chưa chia. Khi mà mình nói á thì nó thành là bùi ơ vô. Còn này là super bùi ơ vô. Còn này trong mà có vẻ hạnh phúc vậy. Hèn bố khe bùi ơ vô. Hèn bố khe bùi ơ vô. Rồi được chưa? Trong có vẻ là như vậy nhé. Rồi trở về. Tới đây rồi đúng không? Rồi má. Hôm nay trông cậu có vẻ vui á. Hôm nay trông cậu có vẻ vui. Ồ nế. Khi buồn đi. À có vẻ vui nha. Coi chừng bị mắc lừa nha. Hôm nay trông cậu có vẻ vui nhỉ.
오늘 기분이 좋아 보여요. 좋아 보여요. 오늘 기분이 좋아 보여. hôm nay trông cậu có vẻ không vui. Hôm nay nhìn cậu có vẻ không vui vậy. Hôm nay nhìn cậu có vẻ không vui là gì các bạn? 오늘 기분이 안 좋아. 안 좋아해요. 예, 좀 có vẻ không vui mà 안 좋아해요 là sao? 안 좋아 보이는데. 오늘 기분이 안 좋아 보여요. 오늘 기분이 안 좋아 보여요. 영현, 아우 보이다. Cậu có việc gì à? Cậu có việc gì à? 무슨 일이 있어요? 무슨 일이 있어요? 영현, 무슨 일 있어요? 무슨 일이 있어요? 아무 일도 없어요. 아무 일도 없어요. 네, 잘했어요. 아무 일도 없어요. 그냥 기분 그래요. 기분 그냥 그래요. Hôm qua mình đã gây với bạn trai. Hôm qua mình đã gây gỗ với bạn trai. Hôm qua mình đã gây gỗ. Ok. Bạn trai là gì đây? Ở nam gia chinh của bạn gái là gì ạ? Bạn gái là vợ cho chinh của. Vợ chinh của còn bạn trai là nam gia chinh của. Hôm qua mình đã gây với bạn trai thì mình sẽ nói là ô chê nam gia chinh của đang sao hết rồi. Sao hết rồi. Sao hết rồi. Hình dung được không ạ? 어제 남자친구와 cũng được nha, mình dùng qua cũng được luôn. 남자친구와 싸웠어요. Hoặc là 남자친구랑 싸웠어요. Được chưa? Được ha. Tại sao lại gây vậy? Tại sao vậy? Vì sao vậy? Tại sao lại gây vậy? Tại sao lại gây nhau vậy? Vì sao vậy? Vì vì sao vậy? Vì sao vậy? Mình nhờ nói chuyện nha. Có gì các bạn? Dạ. Vì cứ đi được không? Tại sao vậy? Vì cứ đi không? Nó không có xác bằng vì sao vậy? Tại mình đang hỏi vì mình đang mình đang đề cập đến vấn đề tại sao mà cậu lại gây gỗ. Cứ đây là tại sao cậu lại như vậy. Chỉ là việc nhỏ thôi, chỉ là cái chuyện nhỏ thôi. Mình mình gây nhau bởi vì một cái chuyện nhỏ nhặt. Bởi vì cái chuyện nhỏ nhặt mà mình đã gây nhau. Thì mình nói là gì đây? Bởi vì một cái chuyện nhỏ nhặt thì ở đây mình dùng uro ro nha các bạn. Sao so han ilo. Sao so han ilo. Sao so. Mal sam hết sao. Mal sao ha ta là mình cãi nhau nha các bạn. Gây nhau bằng lời nói á. Mal sao hết sao. Mal sao hết sao. Mình rất là tức giận. Mình đã rất là tức giận. Nói sao các bạn? Nà. Nó mu. Tức giận là gì ạ? Tức giận. Giời bà tắt rồi. Nà nó mu giời bà tắt rồi. Nà nó mu giời bà tắt rồi. Đúng rồi. Nè nhớ nha. Nà nó mu giời bà tắt rồi. Rất là tức giận luôn. Tại sao vậy? Là cái việc gì vậy? Việc gì vậy? Muốn gì vậy? Cái câu này nè. Bạn trai tớ đã ngoại tình trong 2 tháng qua. Bạn trai mình đã ngoại tình trong 2 tháng qua. Nam cha chi bạn trai mình là nam cho chinh gu ga. Nam cho chinh gu ga. Trong 2 tháng qua. Trong 2 tháng là gì các bạn? Y kêu rồi.
say world nha các bạn, không phải to đâu. Y kê world thùng an, y kê world thùng an. Chỗ này trang mấy vậy ta? Chỉnh lại trang trong sách nha, y chứ phải to nha. Trang 340. Sửa lại dùm trang 340 vị trí chỉnh. Rồi. Y kê world thùng an. Đã ngoại tình là gì các bạn? Và nó đang diễn ra. Parampyuta là ngoại tình nè. Parampyuko isata là nó đã diễn ra nha. Ko isata. Parampyuko isata. Cái ngữ pháp ko isata là đang. Còn cái ngữ pháp ko isata tức là hồi tưởng lại cái việc trong quá khứ nó đang diễn ra. Các bạn hình dung được không? Trong quá khứ đúng không? Ví dụ nha. Trong quá khứ nói về hiện tại. Này, động từ cộng với cô ít tà là đang. Ví dụ như nha. Sau cô đang gây gỗ. Ít sợ không? Ví dụ như. Ông mà bà gà sau quỳ sợ không? Là ba mẹ đang gây nhau. Đang gây nhau. Vậy thì cái hành động cái hành động này nó đang diễn ra. Nó đang diễn ra nha các bạn. Rồi. Còn Ô chê mấy giờ ta? À học sĩ ế. Ông mà bà ca sau cô ý sắc sổ tức là sao? Cái hành động đang gây nhau nè, nó đã diễn ra trong quá khứ vào cái giờ này, là hôm qua vào lúc 9 giờ, là cái giờ đó là ba mẹ đang cãi nhau đó. Mình hồi tưởng lại, mình thuật lại cái chuyện đã diễn ra trong quá khứ, nhưng mà trong cái thời điểm đó đó thì cái hành động đó nó đang diễn ra. Quá khứ hoàn thành nha các bạn. Quá khứ hoàn nha, tức là cái thời điểm này nè thì cái hành động đó nó đang diễn ra, và mình đang nói là cái việc mà nó đang diễn ra trong quá khứ. Rồi tiếp nha. Nam cho 친구가 2개월 동안 바람 피우고 있었어요. 바람 피우고 있었어요. Cậu bảo gì vậy? Cậu bảo sao chứ? Nói sao vậy? Cậu bảo sao? Mô rau cú? Đúng là cái thằng xấu xa. Đúng là cái thằng bị ỏi. Đúng là cái thằng xấu xa mà. Nói sao các bạn? Đúng là cái thằng xấu xa. Nappun nomi nè. Nappun nomi đó. Hoàn toàn nappun nomi nè. Các bạn có hay dùng cái từ này không? Hình như 10 phút nữa là nó bị out. Nếu mà out thì các bạn tự vào lại nha. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. 너무 많이 suy nghĩ là 생각하다. 너무 많이 생각하지 말고. 생각 많이 하지 마. 너무 많이 생각하지 마. Cậu khỏe không? 너 잘 지냈어? 너 잘 지냈어? Thường với bạn bè thì mình hay hỏi thăm bằng cái từ là 잘 지냈어? Mối quan hệ của bạn với là bạn gái thế nào? Mối quan hệ của bạn với bạn gái thế nào? Với bạn gái là gì? 여자친구랑 여자친구랑 quan hệ là gì các bạn? 관계. 관계 어때? 어때? Tại vì đây là câu hỏi cho nên là cái cuối câu á mình sẽ lên giọng nha. 여자친구랑 관계 어때? Hoặc là mình có cái từ
bạn gái á, mình có thể viết tắt là gì đây các bạn? Từ viết tắt của bạn gái đó là Yeo-jin. Đây là từ viết tắt của Yeo-jin. Còn viết tắt của bạn trai là gì đây? Nam-jin. Nam-jin là Nam-jin-gu. Nam-jin-gu nha. Yeo-jin-gu, Nam-jin-gu. Nói một cách thẳng thắn, một cách thành thật. Thành thật là gì? 솔직히 말하면. 솔직히 말하면 thì mình thật sự rất là đau lòng. Nói một cách thành thật thì mình thật sự rất đau lòng. Rất đau lòng là gì ạ? 진짜 가슴이 아파요. 솔직히 말하면 진짜 나 너무 가슴이 아파. 네. 솔직히 말하면 진짜 나는 너무 가슴이 아파요. Không sao đâu. Không sao. Không sao. Chúng ta sẽ nói là 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아. Thời gian là liều thuốc cậu à. Thời gian là liều thuốc đấy. 시간이. Mình không có đọc là 시간이 nha. Mình sẽ đọc là 시간이. 시간이. Ừ, đúng rồi. 시간이 약이야. 약이야. Đúng rồi. Các bạn nói lại em Trang ha. Thời gian là liều thuốc bổ đấy. Thời gian là thuốc đấy. Nói sao các bạn? 시간이 약이에요. 시간이 약이에요. 너가 지금 나 레지. Đúng rồi. Ừ. Thật ra là mình đã quyết định kết hôn. Thật ra là mình đã quyết định kết hôn. À, mình sẽ có cái ngữ pháp quyết định làm gì đó. Bây giờ mình qua cái ngữ pháp và quyết định làm gì đó nha. Cái này thì thôi, mình qua trang mới đi, khỏi xóa. Sao đứng trận vậy ông? Ôi nô, chị chờ nhờ từ mới 8 giờ mới nghe đi. Học. Tí nữa ao các bạn tự vào nha. Khi ru. Hả? Nhìn với camera. Hiro hata quyết định làm điều gì đó, quyết định làm cái việc gì đó. Thí dụ như là bây giờ các bạn quyết định làm gì đây? Các bạn quyết định làm gì? Các bạn thử đặt cho mình mỗi người một câu đi. Mama hiro hata. À, bạn xin chinh chu kiron hiro hetsuyo. Đúng rồi. Đã quyết định kết hôn. Rồi, mỗi người đặt cho mình một câu đi. Tôi đã quyết định làm gì đây? Hả? Tôi đã quyết định làm gì đây? Học chăm chỉ tiếng Hàn phải không? 열심히 한국어를 열심히 공부하기로 공부하다. 이 문제라 공부하기로 했어요. Mình bỏ cái đuôi ta ra ha. Mình cộng với 기로하다. Tôi đã quyết định học tiếng Hàn chăm chỉ. 한국어를 열심히 공부하기로 했어요. Rõ gì nữa đây? Bạn Dương đời. 결혼은 기로 했어요. Không được nha. Sai. Nếu mà các bạn dùng á 결혼하다 coi cách chia như nè, cho nó chuẩn là dễ không? Cái ngữ pháp nó dễ mà tự nhiên mình làm sai uổng lắm. 결혼 thì bỏ đôi tà ra, thêm 기로하다 vào. Thì mình sẽ chia là 결혼하기로 했어요. Được không? 결혼하기로 했어요. Rồi các bạn thử nói đi. Tôi đã quyết định kết hôn. Nói sao? Tôi đã quyết định kết hôn. 결혼하기로 trời ơi gì vậy, tới đây cái ngừng lại là sao? Hết rồi ô làm lại. Tôi đã quyết định kết hôn xì chắc. Tôi đã quyết định học tiếng Hàn. Hàn Quốc có 공부하기로 했어요. Tôi đã quyết định vận động, tập thể dục. 나는 열심히 운동하기로 했어요. Đúng rồi. Tôi đã quyết định gì nữa? Không gặp bạn gái. Tôi đã quyết định là không gặp bạn gái nữa sao? 여친구를 안 만나다. 안 만나 gì đây? Bỏ đi tà ra.
여자친구를 안 아니라이 안 만나기로 했어요. 했어요. 그 이라고 만든 라이 만발이 양란. 어 여자친구를 만나기로 했어요. 학라 만나 낙태 가고 해 그래. 요리하기로 했어요. Tôi đã quyết định nấu ăn. Vậy thì mình thêm cái mắm muối ở trước nữa đi. Tôi đã quyết định nấu chiều nay đi. Chiều nay tôi đã quyết định nấu ăn đó sao các bạn? Ue. Yori. Hakiro. Yori hai tạ mà sao yori kiro là không được. Sao ủ vậy? Yori hai tạ. Bỏ đôi tà ra. Phải đi động từ mới được. Yori hakiro hessayo nha, không có sai chỗ này nữa nha. Các bạn không được sai cái người pháp này. Rồi, ohue yori hakiro hessayo. Đó là chỉ là thêm trạng thời. Bây giờ mình nói là nấu cái món gì. Chiều nay tôi quyết định nấu món Việt Nam. Thì các bạn nói sao? Ohue 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 Vietnam 음식을 tại vì đây là trạng từ cái tân ngữ mà Vietnam Vietnam 음식을 요리하기로 했어요. Được chưa? Vietnam 음식을 요리하기로 했어요. Tôi đã quyết định nấu gì một món ăn Việt Nam. Rồi cho ai? Dành cho ai? Cho chồng tôi đi. Ha, vậy cho chồng tôi nữa thì mình sẽ thêm cái gì ở phía trước nữa đây? Nam phiền. Không phải dành cho vì ai đó thì mình dùng ư vì he sợ. Nam phiền vì he sợ. Hôm nay ủ ghi cái thời gian trước nè. Hôm nay ủ hùe. 남편을 위해서 베트남 음식을 요리 하러 했어. 이게 하러 là gì trời? 베트남 음식을 요리 하기로 đúng rồi đó. Như vậy là các bạn làm được câu dài rồi đó, thấy không? Mình chỉ cần thêm những cái từ loại nó đóng vai trò gì trong câu và nó nằm ở vị trí nào cho phù hợp thì các bạn chỉ cần thêm như vậy thôi là các bạn có thể nói được cái câu dài. Thì tiếng Hàn nó dễ lắm, chỉ cần các bạn là nắm được từ vựng nè, nắm được cách chia ngữ pháp nè, làm từng cụm nhỏ đây, giống nãy giờ mình ghép từng cụm thôi, mình nói cái cụm nhỏ rồi thêm cái cụm nhỏ nữa rồi thêm cụm nhỏ nữa thì nó sẽ trở thành một câu dài. Như vậy mình mới nói được câu dài. Các bạn đừng có vội học tự nhiên mình nói câu dài, đừng có gấp vậy, mà hãy nắm vững từng cụm nhỏ, rồi sau đó khi mà các bạn đã vững được cái cụm nhỏ rồi thì các bạn có thể kết nối thêm những cái cụm nhỏ nữa thì nó sẽ ra được cái câu dài vậy đó. Hiểu chưa? Rồi khi đó ta là dùng vậy nha. Thật à. Rồi, ao hết rồi. Ây gò, thưa đâu hả? Các bạn vào lại nhóm nha. Nó bị hết 40 phút rồi, cái nó ao. Giờ các bạn vào lại nhóm nhé. Chưa, thưa đâu xe yêu. 들어오세요. 알 chưa? Tiếp nha các bạn. Thật à. Thật là. Đây là cái tin vui nhỉ? Chúc mừng cậu. Thật à. 진짜? 진짜요? Đúng rồi, bạn Trần Trang nha. 진짜요? Chúc mừng bạn nha. Chúc mừng là 축하해. 축하해요. 축하해. Để mình lo lắng không biết là phải cầu hôn như thế nào. 어떻게
lo lắng là không biết phải cầu hôn như thế nào. Cái chữ cầu hôn là gì các bạn? Cầu hôn là gì đây? Propose. 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 Được chưa? Propose. Đọc lại em Trang cái từ này. Cái từ này nó hơi khó. Propose. Chong hon hà ta. Nói bằng tiếng Hàn là chong hon hà ta. Propose. Propose. 어떻게 프로포즈를 할 건지 걱정이야. 어떻게 프로포즈를 할 건지 걱정이야. Cậu cứ mua nhẫn rồi quỳ gối xuống và nói là em lấy anh nhé. Nói sao các bạn? Cậu cứ mua nhẫn. Mua nhẫn là gì? Bây giờ mình nói cái phần mua nhẫn trước nè. 반지를 사다. Đây. Nói từng mảnh nha. Rồi sao mình mới ghép lại. Mua nhẫn là 반지를 사다. Rồi quỳ gói nãy mình nói là gì? 무릎 꿇다. 꿇다. 무릎 꿇다. 무릎 꿇다. 그 다음 lấy anh nhé. Em lấy anh nhé. 그 từ lấy anh nhé là gì cơ? 결혼. 결혼. 해 줄래? 해 줄래? 너 결혼 해 줄래? Các bạn nào nhớ câu này nha. 결혼해 줄 나랑 나랑 결혼해 줄래? Nó thiệt nhiên hồi xưa mình nghe ông xã. Nó thiệt nhiên mình kết hôn chứ mình chưa bao giờ nghe ông xã nói cái từ này. Hồi đó là giống như gà nói chuyện với dịch gì đó, có biết gì đâu. Không biết, ổng nói ổng hỏi mình đau không, mình còn không biết nữa. 결혼해 줄래? Rồi. Cậu cứ mua nhẫn. Mua nhẫn rồi quỳ gói xuống. Và cậu nói là em lấy anh nhé, là sao các bạn? Quỳ gói, mua nhẫn cái gì? 반지를 사고. 그냥 반지를 사고. 그냥. Thêm cái từ 그냥 nha. 그냥 thì 반지를 사고 무릎을 꿇고. 무릎을 꿇고. 꿇고. Rồi. 결혼해 줄래? 라고 말해. 라고 말해. 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 Cậu hãy nói là, cậu nói là lấy anh đi. Mua nhẫn rồi quỳ gối xuống. Rồi nói là lấy anh đi. 결혼해 줄래? 라고 말해. Hồi xưa các bạn nào vậy không? Các bạn nào vậy không? Nói thiệt đi, các bạn có ông xã nào người Hàn cầu hôn các bạn vậy không? Cái chuyện này thấy chứ mình chưa có nhiên. Mình chưa có là nhiên. Đó là nha. Cứ dặn 반지를 사고 무릎 꿇고 결혼해 줄래? 라고 말해. Yeah, ok. Hôm nay mình học tới đây các bạn. Nội dung là như vậy thôi. Đó là nói về cái vấn đề yêu đương với lại đi đến kết hôn như thế nào. Hôm nay những cái tình huống mà chúng ta áp dụng á, nếu mà các bạn đang yêu đương thì áp dụng được những cái từ này ha. Còn nhiều lắm, cái chủ đề này nhiều lắm mà. Rồi, vậy thì hôm nay mình học tới đây. Phần còn lại của các bạn là học thuộc những cái từ khóa ngày hôm nay. Ok. Vậy là hôm nay mình đã hoàn thành xong chương chủ đề 87 nha. Các bạn có thể quét mã QR để mình nghe được cái phần giọng nói của người bạn xứ nha. Rồi, hôm nay mình học tới đây các bạn. Suka hetsuyeo. Bye bye. 네. 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 네.